Tion ơi, dậy ăn lẩu nè. Nữa hả? Không cho nghỉ mệt luôn hả? Trời ơi, đồ ăn tới là phải ăn chứ. Trời ơi, cái combo 790.000 này nó ghê vậy bạn. 790.000 mà bạn cho mình ăn nãy giờ hình như gấp 5 lần người bình thường, rồi cho thêm gì lưỡi bò rồi cơm thì kim chi rồi rau thêm tùm lum hết á. Nó no, cơm là chỉ ở trong combo thôi, còn rau thêm là tại vì thấy thịt nhiều quá nên mới cho thêm. Còn tại vì Tiêu chưa ăn lưỡi bò nên mới cho lưỡi bò khuyến mãi ăn thử thôi. Rồi cảm ơn nha. Vậy là nãy giờ các bạn chứng minh là nha, tôi ăn gấp 5 lần người bình thường rồi đó. Đúng rồi, cái combo này cho 4 người lận mà. Bây giờ thêm cái lẩu này đó hả? Mấy Đúng người? rồi. Thì cái lẩu này nó nằm trong cái combo này dành cho 4 người mà. Combo 4 người 790.000 mà dữ dằn vậy hả? Thịt như một nùi, rau một nùi vậy ăn. Làm như tôi là heo vậy mọi người. Ăn vậy để cho tôi có sức bơi, tôi có sức là hả làm chân cá. Cái gì mà dữ dội vậy? Thôi để tôi uống sắc phong cho giả rượu bớt coi. Uống rượu sao chưa, sắc phong có tính giả rượu hả bạn? Trời ơi, bạn không giới thiệu là mọi người không biết luôn á. Đó là lý do mình uống sắc phong đó. Sát răng nè, ngoài cái là hả chống lão hóa ra ha, còn hả có rất là nhiều chức năng phụ để hả giúp sức khỏe ngày càng đi lên, nhất là hả các hả chị em phụ nữ nè. Ngoài chị em phụ nữ ra còn có các cánh đàn ông nữa chứ, đâu có chỉ riêng chị em phụ nữ đâu. Ê bạn, sao cái này thịt nhiều dữ vậy? Thịt rồi rau cũng nhiều nữa. Đã nói là cái này là hả biết Tion ăn ít lắm nên hả bắt buộc phải order một cái là combo 4 người cho Tion ăn để Tion có sức. Bơi lội hả? Đã nói rồi, Tion là bình thường Tion bơi 4 cây là hôm nay phải double 8 cây. Tối nay là Tion ra clip chứng minh cho mấy bạn coi nè. Ok luôn, cố gắng luôn. Mọi người nhớ ủng hộ Giu Ca Cơm nha. Tôi ăn bữa nay xong tôi trốn luôn Khủng khiếp. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Kết thúc luôn nha. Bye bye.